Hơn 50 năm về trước, ông là người đã cùng nhân dân xã Mai Trung, Hiệp Hòa, Hà Bắc đưa phù sa về phủ một vùng đất bạc màu. Ông đã làm cho mảnh đất bạc màu Hiệp Hòa trở thành một vùng nông nghiệp trù phú với công thức 4L: lúa, lang, lạc, lợn. Gần 40 năm về trước, ông là người đã thẳng thắn quyết liệt, nói như cách nói của cố nhà báo Hữu Thọ, đó là người dũng cảm. Một người dũng cảm đứng về phía nhân dân, lợi ích của nhân dân đều ủng hộ cho chỉ thị 100 của Ban Bí Thư về khoán sản phẩm cho nông dân. Hơn 30 năm về trước, khi sự cố vỡ đê nội roi thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Hà Bắc cũ xảy ra, với vai trò chủ tịch tỉnh, trưởng ban chỉ huy xử lý sự cố đê nội roi, ông đã quần sắn thốc tháo cùng quân và dân Quế Võ cứu đê. Đúng 20 năm trước, khi Quảng Nam Đà Nẵng thực hiện việc chia tách tỉnh, ông là người đầu tiên dám đứng ra bảo vệ quan điểm Hội An phải thuộc về Quảng Nam, để ngày hôm nay Hội An phát triển đúng như một di sản văn hóa thế giới, không bị tốc độ đô thị hóa lấn át. Người dân Quảng Nam Đà Nẵng ngày hôm nay còn biết ơn ông đến nhường nào. Trên cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 10, ông đã có nhiều đóng góp cho Quốc hội và cử tri cả nước. Giờ đây, người đại biểu ấy đã đi xa để trở về với đất mẹ. Quy luật tạo hóa, con người đến tuổi hóa và hư vô ấy chẳng trừ lấy một ai. Tất cả đều giống nhau, chỉ có những gì họ đã làm được trên cõi đời này khi còn sống là khác nhau, là sẽ mãi còn ở lại. Và những gì ở lại sâu sắc nhất, quý giá nhất đối với cống hiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân chính là trong nỗi nhớ của nhân dân ở những nơi mà ông đã từng gắn bó, từng cống hiến, từng yêu thương. Mảnh đất Điện Bàn, Quảng Nam là nơi sinh ra và lớn lên của người con xứ Quảng, Mai Thúc Lân. Ông sinh năm 1935 tại làng Nông Sơn, xã Điện Phước, huyện Điện Bàn. Xuất thân trong một gia đình nho học có truyền thống yêu nước, hoạt động chống thực dân đế quốc. Cả nhà nội ngoại đều tham gia cách mạng kháng chiến. Lớn lên từ một quê hương có truyền thống trung dũng bất khuất, nên ông sớm giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng. Ông là cháu ruột của cụ Cử Mai Dị, danh nhân đất Quảng, học trò xuất sắc của chí sĩ yêu nước Phan Chu Trinh. Và là một trong những người nhiệt thành tham gia phong trào Duy Tân năm 1908 và khởi nghĩa Thái Phiên, Trần Cao Vân năm 1916. Đây cũng là nơi ông đã lớn lên với những ký ức tuổi thơ về một quê hương nghèo khó, nhưng chưa bao giờ lùi bước trước khó khăn. Tập kết ra Bắc, ông được cử đi học tại Trường Đại học Nông Lâm, nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam, và trở thành kỹ sư nông nghiệp. Tốt nghiệp, ra trường, hòa bình được lập lại trên miền Bắc. Mai Thúc Lân được điều về Hà Bắc, gồm Bắc Ninh và Bắc Giang, làm cán bộ kỹ thuật trồng trọt. Chính ông cũng không ngờ rằng mình lại gắn bó với vùng quê Kinh Bắc này nhiều đến thế. Con đường về Quế Võ nội roi hôm nay đã đổi thay quá nhiều, không còn những sống trâu vũng lầy mà muốn đi phải vắt quần lên cổ và vác xe đạp trên vai mới có thể qua được. Ngắm nhìn khung cảnh bình yên hôm nay, ít ai có thể nghĩ rằng hơn 30 năm trước, nội roi đã từng đứng trước tình thế bị nhấn chìm, bị xóa trắng trong màn nước.
đó là sự cố vỡ đê Nội Roi năm 1986, một sự cố thiên tai in đậm trong ký ức của người dân nơi đây. Khoảng 4-5 triệu ấy, thì nó chảy, nó vỡ kia nó chảy, tức là nó siết mạnh lắm, nó cuộn mạnh lắm, nhưng mà nó là có cái đầm kia thì nó không bùng được sang, nhưng mà nó cuộn lồng mạnh lắm. Thế lúc mạnh thì khoảng độ đến lúc chập tối khi mà nó vỡ nó chảy mạnh thì tức là lúc đó thì dân này, bộ đội này, các thứ này cho rào tre rồi đá cái sọt đá đấy cho xuống đâu là nó chui sang bên kia ngay. Thời điểm vỡ đê Nội Roi năm 1986, ông Mai Thúc Lân khi đó đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Bắc cũ. Trong ký ức của ông, những hình ảnh về trận lũ lịch sử ngày hôm đó vẫn không lúc nào quên. Nhưng in đậm sâu nhất đối với ông đó là sự đoàn kết một lòng của toàn quân toàn dân. Nếu như mà nó vỡ thì là bộ đội phải cứu dân, phải có những trường hợp là phải cứu dân. Thế đồng thời thì là vẫn cứ tiếp tục là cho những con rồng đá. Thế thì đến cái lúc mà hồi đấy anh Hoàng Chính, tôi nhớ anh Hoàng Chính là đại tá chỉ huy trưởng cái bộ chỉ huy quân sự của Hà Bắc, thì anh cũng xuống để mà huy động lực lượng. Hồi đấy thì huy động lực lượng cái không sao, sáng không sao huy động lực lượng lớn lắm, thì cả đường sư quan chính trị, cả đường sư quan thông tin, rồi quân đoàn hai đưa quân đội xuống. Thế nhưng mà nước nó cứ dội vào, nó cứ lỡ mà, thì bộ đội người ta ấy, như tôi đứng thì mang bộ đội bảo thôi bây giờ thế này thì là khó cứu lắm rồi, chú ạ. Tôi bảo là như vậy, còn nước còn tát cả cậu. Tất cả những cái cuộc vỡ đê ở Việt Nam này, không có cuộc vỡ đê nào mà cứu thành công cả. Trước đó là Cống Thôn, là Nhất Trai, là Mai Lâm và Văn Văn, chỉ có Nội Roi là cứu thành công, vô tiền khoáng hậu. Đó là thành công của đoàn kết quân dân lãnh đạo từ trên xuống từng người dân. Vỡ đê này nó sẽ tràn sang tận Gia Lâm, Hà Nội, có khi tràn vào thành phố nữa. Cho nên là thấy tình hình ấy là ông Chủ tịch dân tỉnh Mai Thúc Lân lúc bây giờ ấy là quyết đoán rất nhanh, kịp thời. Cả cái dân Hà Bắc lúc giờ ấy, mà đặc biệt là Bắc Ninh là phải cảm ơn. Tháng 1 năm 1981, Bộ Chính trị quyết định đổi mới cách khoán mới trong các hợp tác xã nông nghiệp. Đồng chí Võ Chí Công được giao nhiệm vụ dự thảo nội dung chỉ thị này. Sau đó chỉ thị 100 của Ban Bí thư đã được ban hành, mở ra một bước ngoặt của sự đổi mới cơ chế quản lý của hợp tác xã nông nghiệp và cơ chế quản lý mới kinh tế nông nghiệp. Phong trào khoán mới theo chỉ thị 100 đã lan tỏa nhanh chóng trong cả nước. Lúc đó ai ủng hộ khoán sản phẩm đều là những người dũng cảm, kiên quyết làm theo ý muốn của dân. Trong những mẫu đất của Hiệp Hòa hôm nay, chắc hẳn vẫn còn đó vị phù sa sông Cầu ngày nào, người kỹ sư trẻ Mai Thúc Lân tận tay cùng bao người dân trở về bồi đắp. Và trong nỗi nhớ của người dân Hiệp Hòa hôm nay vẫn còn đó một con người luôn xông xáo đứng mũi chịu sào, một con người luôn đặt lợi ích của người dân lên trên hết. Anh Mai Thúc Lân ấy, từ xưa đến giờ thì dân của Bắc Giang người ta vẫn quý trọng anh, không những về tài năng, đức độ, và ông Mai Thúc Lân ông còn ở một cái góc độ là con người lãnh đạo lúc nào cũng sáng suốt, cũng có một cái sự gì đổi mới khác thường. Đấy. Cho nên rằng là khi có nghị quyết 100 thì ông là người sốt sắng thực hiện ngay. Những người lãnh đạo luôn nghĩ đến dân, luôn đặt lợi ích của người dân lên trên lợi ích của cá nhân thì nhân dân sẽ không bao giờ quên. Trong ký ức của bà Dương Thị Khanh, người vợ hiền của cố đại biểu Mai Thúc Lân, thì vẫn còn đó vẹn nguyên nỗi nhớ thương, niềm kính trọng đối với người chồng của mình. Tôi và ông sống với nhau là trên 50 năm. Mà cái ấn tượng nhất của tôi là đối với ông là ông ấy trung thực này, thẳng thắn này, thương người mà biết chia sẻ với mọi người. 50 năm chia ngọt sẻ bùi cùng ông đi qua bao nhiêu thăng trầm trên con đường quan lộ, bà Dương Thị Khanh lúc nào cũng nhận về mình phần thiệt thòi nhất. Đọc những vần thơ bà viết gửi ông lúc hai người nói lời vĩnh biệt
kẻ dương gian, người về cõi vĩnh hằng, mới thấu hiểu nỗi lòng người vợ son sắt, thủy chung, đồng cam cộng khổ cùng chồng trên những chặng đường gian nan vất vả. Ngày anh về quê nhận công tác mới, em đã cùng đi với bao nỗi lo âu. Vẫn biết rằng anh đã mưa nắng dãi dầu, nhưng nhiệm vụ nặng nề đang còn nhiều trắc trở. Rồi chia tỉnh, cơ quan trên đồi cao trống trải, điện mất nguồn chìm trong cảnh tối tăm. Em đã khóc, sao đời anh gặp nhiều trắc trở, chứ đâu phải vì em sợ gian khổ khó khăn. Đó là thời điểm năm 1994 khi đang làm chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách Quốc hội. Ông Mai Thúc Lân được điều về làm bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Đà Nẵng. Nội bộ tỉnh lúc bấy giờ đang diễn ra tình trạng cục bộ mất đoàn kết kéo dài. Trong bối cảnh khó khăn ấy, ông Mai Thúc Lân chính là người được Bộ Chính trị tin tưởng lựa chọn giao trọng trách. Anh Lân về Quảng Nam Đà Nẵng năm 1994 trong một giai đoạn, trong một điều kiện rất là đặc biệt. Tôi nói đặc biệt ở đây là Quảng Nam Đà Nẵng lúc đó là nó có nhiều vấn đề về mặt nội bộ, về mặt tình hình chung của tỉnh. Và khi đó đấy, thì Trung ương mới quyết định cả hai anh đều về với Quảng Nam Đà Nẵng, là anh Mai Thúc Lân về làm bí thư và anh Trương Quốc Được là về làm chủ tịch. Thì có nghĩa tôi muốn nói điều này, tức là anh Mai Thúc Lân về trong một bối cảnh như vậy, trong một cảnh về mà chúng tôi phải gọi là gì, về nó không phải theo quy luật nào hết, không theo một quy hoạch nào hết, nó về trong tình thế, tức là về để ổn định tình hình và giải quyết những vấn đề mâu thuẫn của tỉnh Quảng Nam đang lúc bây giờ. Những ngày tháng 9 cuối thu rực nắng, thành phố Đà Nẵng hôm nay vẫn đang hối hả trên bước đường phát triển của một trong những thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Thấp thoáng dưới những tán cây lặng lẽ nơi một góc con phố nhỏ, những người đồng chí già năm xưa giờ đã nghỉ hưu, nay vẫn tranh thủ mỗi khi rảnh rỗi tìm đến nhà nhau để hàn huyên, ôn lại dăm ba câu chuyện. Ông Trần Phước Hường, nguyên là thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Nam Đà Nẵng, như vẫn không thể giấu nổi những nét buồn trong đôi mắt đã mờ nhòe với bao dấu chân chim khi nhớ lại cái thời khắc khó khăn của quê hương mình lúc đó. Tôi với anh Mai Thúc Lân thì lại có quá nhiều những kỷ niệm với cách sống, làm việc đã, của anh Lân đã để lại trong tôi những cái kỷ niệm mà có lẽ là cả cuộc đời này tôi không bao giờ quên. Khi anh mới về thì đó là một cái đại hội, anh nhớ rồi đấy, giữa nhiệm kỳ. Lúc đó thì như anh nêu thì coi như là nhân sự của Đà Nẵng rối ren lắm. Và coi như Quảng Nam Đà Nẵng cái lúc đó là vô cùng khó khăn. Trung ương thì là điều anh Lân về. Có lẽ tôi nói đó là cái quyết định rất là đúng đắn của Trung ương đã vực dậy Quảng Nam Đà Nẵng. Sau một thời gian ngắn, cùng với đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng, Mai Thúc Lân đã đưa dần Quảng Nam Đà Nẵng ra khỏi cái trì trệ, mà hồi trì trệ kéo dài có đến chục năm. Đương nhiên là công là cái cố gắng chung của nhân dân, của đảng bộ, nhưng mà vai trò của anh Mai Thúc Lân rất lớn. Cuối năm 1996, Bộ Chính trị quyết định chia tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng thành hai đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Ông Mai Thúc Lân được phân công là bí thư tỉnh ủy Quảng Nam. Ở thời điểm gian nan ấy, khi mỗi người buộc phải đối mặt với sự lựa chọn hoặc là tìm cách ở lại Đà Nẵng sầm uất để gia đình yên ấm, hoặc là sẵn sàng nhận nhiệm vụ đi vào Tam Kỳ, một thị xã tỉnh lẻ, cơ sở hạ tầng thiếu thốn để góp phần xây dựng Quảng Nam. Chính trong những thời điểm cần những người dám tiên phong đương đầu với khó khăn ấy, bí thư tỉnh ủy Mai Thúc Lân bằng tấm gương cuộc đời mình
bằng công tác tư tưởng khéo léo đã lôi cuốn mọi người vượt lên những tính toán cá nhân để vì đại nghiệp. Là một trong những lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Nam ngay từ thời điểm chia tách, ông Lê Chí Tập đã từng có những ngày tháng chung lưng đấu cật với bí thư tỉnh ủy Mai Thúc Lân để bắt tay xây dựng cơ ngơi cho tỉnh mới. Từ trước giải phóng cho đến giải phóng thì cái Đà Nẵng thì gần như là một cái tỉnh lỵ của Quảng Nam Đà Nẵng. Nó là cái trung tâm kinh tế xã hội chính trị. Cho nên tất cả các cơ quan kinh tế xã hội, các nhà đầu tư rồi nó tập trung vào đây. Các cơ quan nhà nước cũng ở đây. Cho nên khi chia tách tỉnh thì rõ ràng cái Tam Kỳ là cái tỉnh lỵ mới là hoàn toàn nó không có một cái cơ sở vật chất nào. Thì lấy một cái ví dụ là tổng cái tài sản cố định của cả cái tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng lúc bây giờ có hơn 40.000 tỷ thôi. Thì Quảng Nam thực tế khi chia ra chỉ có 4.000 tỷ thôi. Còn các cái cơ quan doanh nghiệp thì đều ở Hà Nẵng. Đà Nẵng hết. Cho nên Quảng Nam Đà Nẵng lúc chia ra là một tỉnh nghèo. Trong không khí náo nhiệt của một sự kiện trọng đại, ngày các cơ quan tỉnh Quảng Nam chính thức chuyển vào Tam Kỳ làm việc, giữa rừng cờ hoa và những nụ cười hân hoan, vẫn thấy hiển hiện những khó khăn thiếu thốn của một vùng đất từ đây đã trở thành thủ phủ của một tỉnh. Trong giờ phút ấy, gương mặt cương nghị cùng với lời hiệu triệu đầy nhiệt huyết của ông đã củng cố thêm niềm tin và sức mạnh cho mỗi người. Chúng ta nhìn thẳng vào những khó khăn đó, không phải những bi quan, mà chính là nhìn thẳng vào thực tế, để biết mình đang đứng ở đâu và cần phải làm gì để vượt qua khó khăn, vững bước tiến lên phía trước. Cảm nhận đó là bên cạnh những khó khăn, Quảng Nam cũng có những thuận lợi cơ bản, là một tỉnh có rừng, biển, đồng bằng, trung du và hải đảo, có tiềm năng về khoáng sản, du lịch, có những làng nghề truyền thống đã nổi tiếng một thời, nhân lực dồi dào. Trong bộn bề công việc của một tỉnh vừa mới chia tách, càng nổi bật phẩm chất của một vị bí thư dày dặn kinh nghiệm và sâu sát thực tế, tập hợp khối đoàn kết và trí tuệ của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Ông đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 17, đề ra phương hướng phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, nhanh chóng tạo ra những tiền đề quan trọng để đưa tỉnh thoát khỏi tình trạng thuần nông, bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, theo định hướng chung của đất nước. Ông cũng chính là người đã kiên định bảo vệ quan điểm khi chia tách tỉnh, Hội An nhất định phải thuộc về Quảng Nam chứ không thuộc Đà Nẵng. Khi mà chia tỉnh thì chính Hội An á, là làm đơn ra để xin á, là Hội An thuộc Đà Nẵng trong thuộc Quảng Nam. Thì anh Lăng có vào, anh Lăng có gọi tôi ra và đồng chí bí thư lúc đó anh Hưng ra và phê bình chuyện này. Và Lăng phân tích vì sao Hội An và thuộc Quảng Nam mà không thuộc Đà Nẵng. Và anh Lăng nói đúng. Tôi cho đó một quyết định sáng suốt của một đồng chí lãnh đạo của một địa phương. Nó tưởng những quyết định đó nó nhẹ nhưng nó không nhẹ chút nào. Mà nó quyết định cả một vận mệnh, một sự phát triển của một địa phương. Mà đó là những cái tôi nghĩ cái tầm của một đồng chí bí thư, người lãnh đạo. Quảng Nam những ngày tháng của năm 1997, người ta thấy dấu ấn của bí thư tỉnh ủy Mai Thúc Lân trên mọi lĩnh vực quan trọng trên khắp những nẻo đường quê hương. Ông thị sát những công trình xây dựng tại tỉnh lỵ để thúc đẩy tiến độ thi công. Ông về những miền quê Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên vừa bị lũ lụt tàn phá nặng nề để nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con và bàn với chính quyền địa phương cách tháo gỡ. Ông đã đến thăm những căn nhà tạm bợ của bao gia đình, của những bà mẹ liệt sĩ neo đơn. Ông trăn trở trước những thiếu thốn của người dân mà nguồn lực hạn hẹp của tỉnh chưa đủ sức đáp ứng. Đồng chí đã đưa ra một cái định hướng chiến lược phát triển tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, nhất là quy hoạch một số lĩnh vực mà sau này làm tiền đề cho phát triển tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, như là khu vực nào phát triển du lịch tốt nhất, những khu vực làm công nghiệp, và đặc biệt là đồng chí quan tâm đến
đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng cao của tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng có rất nhiều huyện nằm trên dãy Trường Sơn, nhân dân rất khó khăn. Vẫn như thuở còn là kỹ sư nông nghiệp trẻ, ông xăm xăm bước lên, lắng nghe hơi thở của đồng đất quê hương để bàn luận tính toán việc chuyển đổi mùa vụ cây trồng, con vật nuôi nhằm mang lại đời sống no đủ hơn cho người nông dân xứ Quảng. Cốt cách thanh liêm trong sạch, tác phong sâu sát gần dân, ghét thói quan liêu, bản giấy đã định hình từ thời sống trên đất Kinh Bắc lại vẫn hiển hiện trên quê hương Quảng Nam. Đồng chí Mai Thúc Lăng là một con người trung thực, quyết liệt, cũng là con người dám nghĩ, dám làm. Trong đời sống thường, đồng chí luôn luôn giản dị, gắn bó, gần gũi, động viên anh em đồng chí cùng làm việc với mình. Và nhiều khi chỉ bảo, hướng dẫn, giúp đỡ như đồng chí khác để cùng tiến bộ. Tôi cảm nhận ở anh Mai Thúc Lăng là có một tinh thần hết sức cầu thị, lắng nghe và có tính quyết đoán. Lăng là một trong những lãnh đạo mà tôi kính trọng. Mùa có quý trọng đã còn sự kính trọng. Với con người Lăng ấy, thì tôi sẽ chỉ dùng hai chữ để nói đây nữa là con người rất tiết tháo. Tôi dùng chữ tiết tháo. Rất có trí tuệ, rất có bản lĩnh và điều quan trọng là một người rất trong sạch. Công việc quốc gia đại sự lại một lần nữa cần ông góp sức. Cuối năm 1997, Trung ương điều ông ra đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội và ông lại tiếp tục để lại những dấu ấn sâu sắc trên các hoạt động nghị trường. Tạm biệt Quảng Nam, ông Mai Thúc Lân trở về Hà Nội với vai trò là Phó Chủ tịch Quốc hội. Đây cũng là thời gian quan trọng ông gắn bó với nghị trường, gắn bó với những buổi chất vấn và trả lời chất vấn thẳng thắn mà cử tri mong đợi. Những người gần gũi ông luôn hiểu một nguyên tắc sống và làm việc của Mai Thúc Lân, đó là ông luôn đồng cảm, đứng về lẽ phải, bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân. Bác là một cái con người mà có kinh nghiệm, có trình độ, kể cả về kinh tế, về chính trị. Và có thể nói rằng là những cái trải nghiệm của bác qua các cương vị công tác ấy, đã có nhiều cái đóng góp hết sức là tích cực cho hoạt động quốc hội. Ông là người đề nghị thay tất cả các thứ đơn xin thành giấy yêu cầu trong quan hệ giữa người dân với các cơ quan công quyền. Ông biết thay đổi một mẫu giấy tờ chưa thể làm thay đổi được một cung cách đã ăn sâu thâm căn cố đế trong cả một hệ thống. Nhưng ít ra điều đó cũng có tác dụng nhắc nhở rằng người làm chính quyền phải nhớ mình là công bộc nên phải lễ phép với dân. Các thành viên của chính phủ cũng như là chính phủ hay là cả đồng chí thủ tướng cũng đều có cái ý thức đối với cái việc giải quyết những kiến nghị hay là những cái câu hỏi của đại biểu quốc hội đề ra. Tuy nhiên tức là nó đã đạt yêu cầu chưa thì cũng có thể nói rằng là nó chưa đạt cái yêu cầu mong muốn của cử tri cũng như của đại biểu quốc hội. Trong cuốn hồi ký Chuyện đời ấm lạnh buồn vui của mình, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân tâm sự rằng giai đoạn ông công tác trực tiếp tại Quốc hội là một trong những giai đoạn đáng nhớ của cuộc đời. Đây là môi trường không chỉ để ông cống hiến, mà còn là môi trường để ông thỏa khát vọng học hỏi. Mỗi lần chứng kiến Quốc hội thông qua một điều luật có lợi cho người dân, trái tim ông lại tràn đầy cảm xúc, ông thốt lên lời biết ơn tận đáy lòng. Cảm ơn Quốc hội, xin hết sức cảm ơn Quốc hội. Đấy là con người điều hành Quốc hội hết sức nghiêm túc, ý kiến hết sức thẳng thắn và chân thành. Nhiều khi những vấn đề hóc búa được đồng chí cũng tận tụy định hướng cho người được trả lời, rồi thúc đẩy những kỷ luật của Quốc hội hết sức tốt, đặc biệt là những vấn đề giám sát tối cao, lập pháp, đồng chí đều chỉ đạo hết sức quyết liệt. Những vấn đề về kinh tế, đồng chí thường phối hợp với chính phủ
để tháo gỡ những khó khăn. Cái quan hệ chính phủ quốc hội hết sức tốt đẹp trong lĩnh vực và đồng chí phụ trách. Sau gần 50 năm công tác cống hiến sức lực và trí tuệ cho Đảng và nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân thanh thản về hưu với tâm thế của một người nông dân cày xong thửa ruộng. Nghe những vần thơ giản dị ông viết tặng những người bạn của mình, như thấy được cả sự an lòng bình thản của một vị tướng năm xưa nay đã hoàn thành nhiệm vụ. Bạn bè đồng chí gần xa gặp nhau vẫn thấy mặn mà như xưa. Còn ai sáng nắng chiều mưa, âu trăng đó cũng sớm chưa thường tỉnh. Miễn sao làm tốt phận mình, chỉ mong xã hội, gia đình yên vui. Cuộc đời như thế là tươi, quanh ta còn biết bao người khó khăn. Về hưu dẹp bớt băn khoăn, để cho sức khỏe tinh thần thêm xuân. Với những cái phẩm chất mạnh mẽ, quyết liệt, trong sạch, liêm chính, đồng chí Mai Thúc Lân đã nêu một tấm gương tốt trong cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước chúng ta. Nhất là đồng chí đã một người giữ gìn phẩm chất trong cái đội ngũ lãnh đạo, không có bị tác động từ bên ngoài. Chỉ luôn luôn đi đầu trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Đồng chí luôn luôn đi sát phong trào cách mạng, nhất là kiểm tra, xử lý những vấn đề đặt ra của Quốc hội và Chính phủ. Đi hết một đời người, rồi ai cũng trở về với cát bụi, với vuông cỏ biếc. Chỉ có những gì ta để lại là mãi khác biệt, là hơi ấm trong nhân gian, là hạt mầm nơi tâm hồn của những người yêu thương. Phải sống là một người tốt. Hạt mầm quý giá trong trái tim Phó Chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân đã nảy nở trong tâm hồn những người con của ông và sẽ còn nảy nở trong rất nhiều thế hệ trẻ mai sau. Bố mẹ tôi thì là có 4 anh em. Thì từ bé thì là hầu như là bố chưa bao giờ là phải quát mắng hay là nặng lời cả. Nhưng mà bằng cái những cái gì mà bố thể hiện trong cuộc sống thì là bốn anh em đều cảm thấy là rất là nể trọng và kính trọng bố. Cuộc sống của bố nó trong sáng như thế, nên ra là bốn anh em là cảm thấy là mình không thể sống không tốt được. 80 năm một cuộc đời, thế cũng là đã đủ. Ai đó đã từng nói, người hiến dâng cuộc đời mình cho việc tốt thì sẽ sống lâu hơn tuổi. Thước đo của cuộc đời không phải là dài hay ngắn, mà là chúng ta đã cống hiến như thế nào. Nhớ lại một cuộc đời đẹp đẽ, ấy là đã sống hai lần. Với Phó Chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân, đó chắc chắn là một cuộc đời đầy ý nghĩa. Bởi những gì ông đã làm, đã cống hiến, sẽ luôn còn mãi trong lớp lớp thế hệ những người ở lại hôm nay và mai sau.